quý vị, sáng ngày 28 tháng 2, 2023, tại An Giang, Ủy ban Nhân dân xã An Phú, huyện Tịnh Biên đã phối hợp với đồn biên phòng Nhân Hưng tổ chức lễ Ngày hội Biên phòng Toàn dân năm 2023. Dự và chỉ đạo ngày hội có ông Trần Anh Thư, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại tá Trần Quốc Khánh, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh và đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng hơn 150 người dân tham dự. Buổi lễ tập trung báo cáo về nội dung và kết quả thực hiện Ngày Biên phòng Toàn dân năm 2022 trên địa bàn. Bên cạnh đó, đề ra phương hướng thực hiện có hiệu quả kế hoạch Ngày hội Biên phòng Toàn dân năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung chính bao gồm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện, tập trung tham mưu củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, xây dựng bộ đội biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang ở biên giới vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2023, nhận định tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực, trong nước sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng bộ, chính quyền và bộ đội biên phòng xã An Phú đã đề ra các kế hoạch cụ thể và phương hướng thực hiện Ngày Biên phòng Toàn dân thời gian tới, qua đó tập trung vào những nội dung như phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm trong tham gia quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vùng biên. Thứ hai, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội, góp phần giữ ổn định chính trị trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết với lực lượng, chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác trong bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm hai bên biên giới, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh toàn diện, làm tốt vai trò nòng cốt chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.